I'm very excited to be here today, and I just wanted to say, while I was sitting there listening to the talks today, how lucky all you people are here. Tôi vô cùng hào hứng khi mà được có mặt ở đây ngày hôm nay, và tôi có thể nói rằng là tôi, nếu như mà trong vai trò các anh chị, thì tôi thấy là cực kỳ may mắn bởi vì các anh chị đã được lắng nghe những cái phần chia sẻ từ đầu đến giờ. Yes, you've got a speaker from the Ministry of Health, Mr. Kiol, speaking directly to you on health matters. That's very special, and you're very lucky. So I feel lucky to be here too. Và tôi cũng là một người vô cùng may mắn, cũng như là các anh chị vô cùng may mắn khi mà được thạc sĩ Vũ Mạnh Cường, một trong những người đại diện cho Bộ Y tế, đến đây để chia sẻ với các anh chị một cách trực tiếp những cái thông tin, những kiến thức vô cùng quan trọng như vậy. Right, well, now is a little bit more of a serious talk, I suppose. I'm going to talk about colostrum. Và bây giờ thì tôi sẽ đến với một cái phần mà nó khá là nghiêm túc để nói về xương no. Các anh chị đã sẵn sàng lắng nghe chưa? First of all, hands up everybody who took their colostrum this morning. Và các anh chị có thể giơ tay lên nếu như mà các anh chị đã uống xương no sáng ngày hôm nay, đúng không? I think every hand in the room went up. Very good. Và tôi nghĩ rằng tất cả mọi người trong khán phòng đang giơ tay, và đó là một điều vô cùng tuyệt vời. Okay, so first of all, this first slide is a world view of colostrum consumption and the main markets for colostrum in the world. Và đây là một cái bức tranh về tất cả những thị trường sữa non trên thế giới, về cái mức độ tiêu dùng của những cái sản phẩm sữa non trên thế giới để các anh chị có thể nhìn thấy. And the key thing it shows here is that Asia here is leading the world in colostrum consumption. Và khi mà các anh chị nhìn thấy trên cái biểu đồ này, thì châu Á chính là cái khu vực mà đang sử dụng và tiêu thụ sữa non nhiều nhất trên toàn cầu. Asia, 2 times more than the USA. Và ở tại châu Á thì chúng ta tiêu thụ sữa non hơn gấp 2 lần so với thị trường Mỹ. 3 times more than Europe. Và gấp 3 lần so với thị trường châu Âu. So you are in the right place here in the middle of Asia to be taking and building a business on colostrum. Do đó bây giờ là các anh chị đang ở đúng chỗ, đúng thời điểm để các anh chị là gì ạ? Kinh doanh cũng như là sử dụng những sản phẩm sữa non ở tại châu Á, đúng không ạ? And the next slide shows the producers of the world. And you can see here that New Zealand is the top producer of colostrum in the world. Và ở slide này thì các anh chị cũng sẽ có thể nhìn thấy được là những cái hình ảnh của những cái đất nước mà xuất khẩu các sản phẩm sữa non đứng đầu trên thế giới, và trên top 1 chính là New Zealand, các anh chị. So you are sourcing from the best in the world, which is great for you too. Do đó các anh chị đang sử dụng cái sản phẩm với cái nguồn nguyên liệu hàng đầu thế giới, đang trở thành tuyệt vời không ạ? So what we source from New Zealand? Nhưng mà câu hỏi sẽ là gì? Tại sao chúng ta lại sử dụng cái nguồn nguyên liệu đến từ New Zealand? Number one, New Zealand has clean air. Và cái yếu tố đầu tiên đó là gì? New Zealand có một cái không khí, một cái môi trường vô cùng trong sạch. Clean water. Có một cái nguồn nước vô cùng trong lành. Green grass. Và có những cái cánh đồng cỏ xanh ngát tất tận. Lots of green grass. Và chắc chắn rồi, rất nhiều những cánh đồng cỏ xanh ngát bất tận ngút trời như vậy. Plus, New Zealand products have evidence-based claims for their health. So scientific evidence for their claims is important in New Zealand. Và đặc biệt là tại New Zealand thì với bất cứ những sản phẩm nào được sáng chế, được xuất khẩu thì nó đều cần phải có những nghiên cứu khoa học để chứng minh được cái là gì, cái công dụng của sản phẩm đó. Do đó những sản phẩm mà tại New Zealand là hàng những sản phẩm mà có bằng chứng sử dụng và bằng chứng khoa học vô cùng rõ ràng. So, a few more statistics about production of colostrum. New Zealand is the 8th largest milk producing country in the world, with 3% of global production. À, và hơn chúng ta sẽ có thêm một số những thông tin khác, đó là New Zealand là cái quốc gia mà sản xuất sữa lớn thứ 8
ở trên thế giới và sản lượng ở tại New Zealand thì chiếm 3% toàn cầu. 3% of production, but 30% of global dairy exports, which is because most other producers don't export, they consume it within their own country. Và nhưng khi mà New Zealand đạt 3% cái sản lượng sữa toàn cầu, nhưng New Zealand lại chiếm đến hơn 30% cái sản lượng sữa mà được xuất khẩu đi ở trên toàn thế giới. Và điều này có thể hiểu rằng là rất nhiều những đất nước họ cũng có thể sản xuất ra những cái sản phẩm từ sữa, nhưng họ có thể sử dụng ở bên trong đất nước của họ, hoặc là nó không đủ cái tiêu chuẩn xuất khẩu lớn như New Zealand. Và New Zealand thì chiếm đến 30% cái sản lượng xuất khẩu trên toàn cầu. In New Zealand we have about 5 million people and 4.5 million cows. Và tại New Zealand thì chúng tôi có một cái dân số vào khoảng 5 triệu người, nhưng một cái dân số của bò thì cũng vào khoảng 4,5 triệu con bò, các anh chị. We have a very natural environment. We have the sunlight of Spain and the climate of Bordeaux in France. Và New Zealand thì được có một cái vùng khí hậu mà rất là được ưu ái. New Zealand thì được bao quanh bởi là gì ạ? Những cái giống như là những cái ánh nắng của Tây Ban Nha, nhưng mà lại có một cái vùng nhiệt đới khí hậu nó giống như Bordeaux của Pháp. Hands up who has been to New Zealand. Và nếu như mà các anh chị đã từng đến New Zealand có thể giơ tay, tôi nhìn thấy được không ạ? Good, quite a few. That's good. Một số các anh chị thì đã đặt chân đến New Zealand rồi. How about hands up who wants to go to New Zealand? Nhiều bây giờ thì hãy giơ tay nếu các chị muốn đến New Zealand. Wow. I hope to see you all there one day. Và tôi chắc chắn rằng là muốn gặp tất cả các chị ở tại New Zealand vào một ngày nào đó, các chị quyết tâm ạ. New Zealand has a seasonal dairy milking system. Và New Zealand thì đặc biệt là sử dụng một cái hệ thống theo mùa vụ để mà có thể đảm bảo được cái nguồn thức ăn. So the cows all graze outside in green pasture like this, free ranging. Và cái cách nuôi, cái cách chăn thả của New Zealand đó là gì? Tất cả những cái chú bò này sẽ được chăn thả một cách là gì? Thoải mái, đi trên những cái đồng cỏ này mà không trong cái môi trường nuôi nước. In a lot of other countries, the cows are fed on grain and are housed in sheds. Và với một số cái đất nước khác thì cái là gì ạ, cái đồng cỏ thì nó sẽ không có đủ cái là gì ạ, cái độ ẩm hay chất dinh dưỡng để có thể là giúp cho cái đàn bò mà đạt được cái tiêu chuẩn tốt nhất. But when the cows graze outside on the grass in the sunlight, the milk quality is better. Bởi vì tất cả chúng tôi thì đã có những cái nghiên cứu đó là gì, khi mà những con bò được là gì thả đi, gọi là gì thong thả thong dong ăn cỏ trên đồng cỏ và đón nhận những ánh nắng trực tiếp ấy, thì chất lượng sữa của nó sẽ tốt hơn rất nhiều. The milk and the colostrum has higher levels of omega 3, vitamin E, beta carotene and CLA, conjugated linoleic acid. Và những cái chỉ số ở trong sữa và sữa con của những cái chú bò đạt tiêu chuẩn như vậy ấy, thì nó sẽ có nhiều omega 3 hơn, có nhiều vitamin E hơn, có nhiều beta carotene hơn và cũng như là những cái chất dinh dưỡng mà có ích khác. These are all essential nutrients for health, as you probably know. Và tất cả những cái mà chúng ta vừa liệt kê thì đều là những cái thành phần dinh dưỡng vô cùng quan trọng trong cuộc sống, trong cái sức khỏe con người chúng ta, đúng không ạ? Now these are some of the famous New Zealand brands of colostrum. Và đây là cái hình ảnh của một số những cái thương hiệu sữa non nổi tiếng ở tại New Zealand. And of course, this one here is the best, right up in the top corner here. Và tôi có thể nói rằng là cái sản phẩm nằm trên cái góc trên cùng bên trái ấy, là sản phẩm tuyệt vời nhất của chúng tôi mà. Oh, sounds like you recognize that one. Có vẻ như các anh chị cũng nhận ra người quay của mình trên này. Okay, a bit of science now. So, what actually is colostrum? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái phần mà nó khoa học hơn một chút. Vậy thì sữa non thực sự là gì? So you can describe it to your family and friends as first milk. Và nếu mà chúng ta nói một cách đơn giản nhất khi mà chúng ta miêu tả dành cho những người bạn của mình hoặc là gia đình của mình thì sữa non chính là cái sữa đầu tiên. It's the first milk produced by the mammary glands of all mammals,
straight after birth. Và cái sữa non này là sữa đầu tiên khi mà một cá thể mẹ sau khi sinh con ấy, thì nó tiết ra được cái sữa này đầu tiên để có thể nuôi con của mình, những cá thể con. It's the perfect food for health. Và có thể nói sữa non là một cái thực phẩm hoàn hảo cho cái sức khỏe của chúng ta. It's designed by nature for the infant at the most vulnerable time of the life. Bởi vì sữa non thì nó được tiết ra trong một cái giai đoạn rất là đặc biệt, trong một cái giai đoạn đau đớn nhất, khó khăn nhất của cá thể mẹ, và nó chính là một cái món quà của thiên nhiên. And cow's colostrum is sourced from only healthy cows. Và tất cả những cái con bò mà tạo ra những cái dòng sữa non như vậy thì đều là những cái con bò rất là khỏe mạnh. It's a rich source of antibodies, immunoglobulins like IgGs, growth factors, peptides and bioactive carbohydrates. Và trong sữa non thì chứa một cái hàm lượng rất là quan trọng, đó là kháng thể, immunoglobulin, những cái là gì, những cái yếu tố tăng trưởng, peptide cũng như là một số những cái hoạt tính sinh học khác. And of course, cow's colostrum is also very important and effective for humans. Và có thể nói rằng là sữa non từ bò thì cũng có những cái tác động, cũng có những cái yếu tố mà rất là tốt cho sức khỏe của con người. We source colostrum from the first 24 hours after birth. Và chúng tôi lấy cái sản phẩm sữa non đó là ngay lập tức sau 24 giờ sau khi mà con bò mẹ nó sinh ra bò con. And this is why you can see on this graph here, it shows the level of bioactive components in colostrum after every 2 hours after birth, and you can see how it rapidly declines, so that by the 48 hours there's only a small amount. Và đây là một cái biểu đồ rất là quan trọng để các anh chị cũng có thể nhìn thấy. Cái biểu đồ này cho thấy rằng là những cái hoạt tính sinh học nó sẽ giảm dần theo thời gian, và cứ 2 tiếng thì cái hoạt tính sinh học này nó sẽ bị giảm đi những cái yếu tố mà có lợi cho sức khỏe. Và gần như nếu mà chúng ta lấy sau 48 tiếng ấy, thì cái hàm lượng của sữa non này nó không còn tốt như ban đầu nữa. There is still some, because this doesn't start at zero, we're starting at 70, but there's still some after 48 hours, but much higher than this area here. Mặc dù các hoạt tính sinh học nó có thể vẫn còn, bởi vì chúng ta không bắt đầu những con số 0 ở cái cột kia, tuy nhiên là sau 48 giờ thì gần như là những cái yếu tố tăng trưởng, những cái hoạt tính sinh học tốt nhất của sữa non thì nó không còn đủ nữa. So by sourcing it here, we have much higher bioactive components in the colostrum. Và do đó khi mà lấy trong 24 giờ đầu thì chắc chắn là chúng ta sẽ có đầy đủ và có cái hoạt tính sinh học cao nhất từ sản phẩm sữa non. So what are these bioactives? Well, here's a list of the main bioactives. You can have a look down here. All of these ones here are present in colostrum. Và nếu mà chúng ta hay nói về hoạt tính sinh học thì đây trong cái biểu đồ này, 4-5 cái gạch đầu dòng này chính là những cái hoạt tính sinh học mà quan trọng nhất có trong sữa non. Now I'm going to touch on each one of these and give you a little bit more information. Và hôm nay chúng ta sẽ nói kỹ hơn, chi tiết hơn về cả 5 yếu tố này. So at the top of the list, most importantly, the one that you probably all know about is the immunoglobulins, which is IgG. And they are antibodies. Và cái yếu tố đầu tiên mà chắc hẳn là nhiều các anh chị biết đến nhất đó chính là yếu tố về kháng thể immunoglobulin, và được gọi là IgG, đúng không ạ? So antibodies give us immunity, but the same way as a vaccine gives us immunity. Và có thể nói là kháng thể thì cũng giúp cung cấp và nâng cấp cái hệ miễn dịch của các anh chị, hỗ trợ hệ miễn dịch của các anh chị với cái vai trò tương đương giống như là chúng ta tiêm vaccine mà hỗ trợ hệ miễn dịch vậy. So what happens when the cow is grazing out in the pasture and it comes into contact with lots of bacteria and viruses in the grass and in the dirt, and these pathogens or these germs stimulate an immune response in the cow. Và nếu mà chúng ta có thể nhớ cái hình ảnh những cái chú bò mà thong dong được thả và đi ăn ở những cánh đồng cỏ ấy, thì khi mà nó đi ăn ở những cánh đồng cỏ đấy thì những yếu tố mà ví dụ như là virus này, vi khuẩn ở bên ngoài này, những cái yếu tố về bụi bẩn này, nó sẽ làm cho là gì ạ, tăng thêm những cái yếu tố về tăng miễn dịch của bản thân con bò đó và giúp sản sinh ra những cái là gì, kháng thể có trong sữa bò là vì vậy.
And so these antibodies then go into the milk, into the colostrum, and they are then stored ready for when the calf needs protection. Và sau đó thì tất cả những cái lượng kháng thể đó mà để giúp tăng cường cái miễn dịch đó thì nó được vào bên trong cơ thể con bò, được vào bên trong sữa non và được sản sinh ra khi mà con bò là gì ạ? Nó sinh con. We always make sure the calf gets what it needs before we then take the surplus, because the cow produces more than the calf needs, so we take the surplus and we produce our colostrum product from it. Và chúng tôi luôn đảm bảo rằng là tất cả những cái lượng sữa non mà một con mê con cần thì nó sẽ có đầy đủ. Bởi vì thông thường thì một con bò nó sẽ sản sinh ra cái lượng sữa non nhiều hơn cái nhu cầu của một con mê con. Do đó chúng tôi sẽ lấy cái lượng dư ra khi một con mê con nó không còn cần đến cái lượng đó nữa để chúng tôi có thể thu hoạch. And then when we consume that colostrum, we also get the same immune response and we get the protection from those antibodies, those immunoglobulins. Và điều đặc biệt là khi mà chúng ta sử dụng, khi mà chúng ta tiêu thụ những cái sản phẩm sữa non này vào cơ thể thì nó cũng sẽ giúp sản sinh và giúp cho chúng ta tăng cường được cái hệ miễn dịch của mình. Also in colostrum, apart from the immunoglobulins, are all of these growth factors. Và bên cạnh cái kháng thể đó thì ở bên trong sữa non thì còn có những cái yếu tố tăng trưởng nữa. There's insulin-like growth factor, which is a very important factor for protection against diabetes. Và các yếu tố tăng trưởng mà giống insulin này được có trong sữa non thì là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng và đặc biệt là quan trọng với sức khỏe của những người mà bị bệnh đái tháo đường. There is transforming growth factor, epidermal growth factors for skin, and fibroblast growth factor. Và trong sữa non thì còn có những yếu tố tăng trưởng biểu bì, những yếu tố tăng trưởng nguyên bào sợi, vân vân. As well as platelet-derived growth factor, which is for also immunity, but for a blood response. Và bên cạnh đó thì có những yếu tố tăng trưởng và có nguồn gốc từ tiểu cầu để có thể hỗ trợ cho cái việc là chúng ta sản sinh, hỗ trợ cho cái việc là máu ở bên trong cơ thể nữa. So, as well as growth factors, there's also a whole lot of enzymes in colostrum, and some of them are listed here. Thì khi mà chúng ta đã nói xong về những yếu tố tăng trưởng mà có bên trong sữa non, thì chúng ta sẽ nói đến những cái enzyme có ở trong sữa non. Lactoperoxidase, it's an enzyme that is antibacterial. Đầu tiên là cái enzyme lactoperoxidase, đây là một cái kháng khuẩn. Hands up if anyone's heard of lactoferrin. Và cái thứ hai, nếu như mà các anh chị đã từng nghe đến cái từ này thì các anh chị có thể giơ tay cho tôi thấy, đó là từ là lactoferrin. Lactoferrin, yes, okay. It's a supplement on its own, actually. Lactoferrin is a milk protein for immunity, and it's useful for iron supplementation. But you have it in colostrum. You don't need another supplement because it's actually here in colostrum. Và với lactoferrin này thì nó đã có sẵn ở trong sữa non, và lactoferrin này là một yếu tố để giúp cho chúng ta điều hòa và hấp thu được cái khoáng chất, đó chính là sắt. In fact, there's 20 times more lactoferrin in colostrum than there is in milk. Và so với cả sữa thông thường ấy, thì sữa non thì có chứa lactoferrin cao gấp hơn 20 lần, các anh chị. So it's important for iron absorption. Và đó là yếu tố rất quan trọng trong việc là chúng ta có thể hấp thụ được một cái khoáng chất cần thiết cho cơ thể, đó là sắt. And so is transferrin. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể nói đến về transferrin. It binds and helps transport iron. Nó giúp liên kết cũng như là vận chuyển được sắt đến với cả những cái tế bào trong cơ thể. Lysozyme, which destroys bacteria and viruses on contact. Yếu tố tiếp theo nữa là lysozyme giúp cho chúng ta là gì? Tiêu diệt những cái vi khuẩn và virus khi mà nó tiếp xúc. Xanthine oxidase, which releases hydrogen peroxide, which kills bacteria. Yếu tố tiếp theo đó là xanthine oxidase, nó là gì? Giống như là giúp cho chúng ta tiêu diệt vi khuẩn. Hình như nếu không nhầm là hơi giống oxy già, các anh chị. And this very interesting thing too about colostrum, it contains protease inhibitors,
Proteases are enzymes that break down, chop up, and digest protein. But colostrum contains some inhibitors of those. Trong sữa non thì cũng có một cái yếu tố khá là thú vị, đó là cái chất ức chế protease là giúp cho chúng ta là gì, ngăn cản quá trình tiêu hóa sữa non ở bên trong ruột của cơ thể. So this is part of the reason why colostrum survives the acid stomach and the digestion in the stomach and still works in humans. Và do đó đấy cũng là cái lý do vì sao mà sử dụng những cái sản phẩm sữa non, thì riêng cái sữa non thì nó cũng có thể sống một phần nào đó trong những cái môi trường acid khi mà đi qua dạ dày hay là đi qua ruột. The last one on the list here is lactalbumin, which raises brain serotonin levels, which improves the mood. It's no wonder we feel so good when we take colostrum. Và một cái yếu tố tiếp theo mà cũng vô cùng thú vị, đó là lactobumin này để tăng cái serotonin trong não để giúp cho chúng ta cải thiện tâm trạng. Và tôi có thể nói là nếu mà các anh chị sử dụng cái sữa non hàng ngày ấy, thì cái tâm trạng của các anh chị sẽ luôn luôn vui vẻ, sẽ luôn luôn phấn chấn, đúng không ạ? Maybe that's why we're such a happy group here. Và nếu như mà chúng ta nhìn vào những gương mặt của những người xung quanh, chúng ta có thể hoàn toàn đảm bảo điều đó, đúng không ạ? Colostrum also contains cytokines. These are immune-regulating chemical messengers that help the cell-to-cell communication in the body. Và bên cạnh đó, sữa non có chứa cytokine để giúp cho chúng ta, đó là gì ạ? Nó giống như là giúp cho những cái tế bào có thể giao tiếp với nhau. Cytokines boost T-cell activity and antibody production. Và cytokine này thì nó cũng tăng cường những hoạt động của tế bào T và sản xuất ra thêm những kháng thể cho cơ thể. The leukocytes stimulate production of interferon, which slows down viral reproduction. Cùng với đó, trong sữa non cũng sẽ có chứa là gì ạ? Bạch cầu để giúp cho kích thích sản xuất những cái là gì, interferon, và làm chậm quá trình sinh sản của những cái virus vi khuẩn. And the lymphocytes, these are antiviral chemicals. Một cái yếu tố nữa là lymphocytes để giúp là như là một cái hóa chất để chống lại những cái virus và những cái tác nhân bên ngoài. And the interleukins they regulate the immune response. Và interleukin giúp cho chúng ta là gì ạ? Điều chỉnh cái thời gian cũng như là cái cường độ đáp ứng lại miễn dịch trong cơ thể. I'll just touch on this point a bit more because it's really important when you think about colostrum. Và bây giờ thì tôi sẽ nói sâu hơn một chút, bởi vì là nó rất là quan trọng khi mà chúng ta nói đến được những cái là gì, tầm quan trọng của sữa non. A lot of people think of colostrum as an immune booster. It's going to boost your immune system. Có rất nhiều người thì nghĩ đơn giản là gì, sữa non giúp cho chúng ta tăng cường, giúp cho chúng ta ngay lập tức là gì, đẩy mạnh, tăng cường cái hệ miễn dịch của mình. But the problem is, there are, if the immune system gets overactive, then you also get a lot of autoimmune diseases. Nhưng mà có một điều đó là việc khi mà cái hệ miễn dịch của chúng ta giống như là nó tăng cường, nó giống như là hoạt động một cách quá đà, thì nó cũng sẽ không tốt. But actually, colostrum has been shown to be helpful for people with autoimmune diseases. Colostrum has actually been shown to be helpful for people with autoimmune diseases. Bên cạnh đó, sữa non cũng rất là hữu hiệu dành cho những cái người bệnh nhân mà gặp những cái vấn đề là người gọi là bị bệnh về suy giảm hệ miễn dịch. It's a bit of a difficult concept to understand, but colostrum is an immune modulator. So it does boost immunity, but it also actually helps modulate the immune system. Chúng ta có thể hiểu rằng là việc sữa non thì nó không chỉ là đóng cái vai trò mà tăng cường cái là gì, cái hệ miễn dịch của chúng ta, mà nó tạo gọi là giống như là điều hòa được cái hệ miễn dịch của chúng ta nữa, các anh chị. Yeah, modulate means regulates the immune system. Okay, but wait, there's more in colostrum, right? There's a lot I've already talked about that's in colostrum, but there's also all of these vitamins and minerals.
Nhưng mà chưa hết, bởi vì tất cả những gì chúng ta miêu tả vừa rồi với colostrum thì nó vẫn là với sữa non thì nó còn chưa đủ, bởi vì bên trong sữa non còn có những cái chất dinh dưỡng nữa. So colostrum is really powerful. It has all of these things in one complete healthy food. À, và có thể nói là sữa non giống như là một cái sản phẩm toàn diện mà có thể là bao gồm tất cả những yếu tố cần thiết cho sức khỏe ở cơ thể con người. So in summary, colostrum is the most powerful, complete, natural, bioactive food that we will ever consume. Vậy thì tóm lại, điều mà có thể chia sẻ với các anh chị là gì? Sữa non chính là một cái thực phẩm mạnh mẽ nhất này, hoàn hảo nhất và tự nhiên nhất, cũng như là có cái hoạt tính sinh học nhất so với tất cả các sản phẩm khác mà các anh chị có thể biết tới. So, what about the health benefits of colostrum? Vậy thì đâu sẽ là những cái lợi ích của sữa non? Well, there is a lot of scientific and clinical evidence for the benefits in all of these areas. Và tất cả những cái lợi ích của sữa non này thì đều có những cái nghiên cứu khoa học đã chứng minh được những cái lợi ích đó. So there's, I actually have a database of over 700 published papers on colostrum. Và tôi thì có một cái cơ sở dữ liệu khoảng hơn 700 những cái nghiên cứu khoa học về những cái lợi ích của sữa non. There's not time today to do all of those 700, but I'll just give you a snapshot of some of the key findings on key scientific papers. Và trong ngày hôm nay chắc chắn là tôi không thể nào nói với các anh chị tất cả những nghiên cứu khoa học đó, nhưng mà tôi có thể chia sẻ được những cái điểm nổi bật của những cái nghiên cứu khoa học này cho các anh chị về lợi ích của sữa non. So these are in the prevention of flus, influenza. Đầu tiên đó là cái lợi ích về việc là gì ạ? Phòng chống và ngăn ngừa cúm. The upper respiratory tract infection, so these are colds that children get. Và giảm tỷ lệ mắc phải những cái bệnh mà viêm nhiễm cái đường hô hấp trên mà các chị rất là dễ gặp phải như là cảm cúm, cảm lạnh, vân vân. And at the other end of the alimentary canal, the gastrointestinal tract, diarrhea and colitis. Và một trong những cái nghiên cứu khoa học nữa thì cho thấy rằng là sữa non có tác dụng trong việc điều trị và phòng ngừa bệnh tiêu chảy nữa. And importantly, right in the middle of the gut, protection of the gastrointestinal lining of the gut lining. Và sữa non thì cũng có tác dụng trong cái việc là gì, tạo ra một cái lớp màng bọc ở trong cái khu vực đại tràng để giúp cho chúng ta điều trị được những cái yếu tố khi mà chúng ta bị bệnh viêm loét đại tràng nữa. I often get asked about the bioavailability of colostrum. Does it survive the stomach acid, or does it get chopped up and digested? Và một trong những câu hỏi thường gặp nhất đó là sữa non thì liệu nó có thể tồn tại được thông qua cái acid dạ dày hay không? Well, there was one scientific study, and this was by the scientists Kelly and Ruse, and they did a study to show that the immunoglobulins do survive the gastrointestinal tract. Và ngày nay thì tôi muốn chia sẻ một cái nghiên cứu khoa học của Kelly và Ruse để chứng minh rằng là gì ạ, sữa non nó có thể sống sót thông qua cái là gì ạ, thông qua những axit dạ dày, thông qua cái đường tiêu hóa. They took some feces samples of people who were taking colostrum and they measured the IgG in the feces. Và họ đã làm những cái nghiên cứu khoa học này và đo được những cái là gì ạ, sự sống sót của kháng thể thông qua đường tiêu hóa bằng một những cái cách phép đo xem là trong phân của những cái người mà được nghiên cứu này thì còn tồn tại gọi là gì ạ, cái kháng thể hay không. And they showed that the antibodies do survive right through the tract. There were live antibodies in the feces. Và thông qua những nghiên cứu khoa học đó, thông qua những cái cách đo ở trong phân đó thì sẽ có thể nhìn thấy được là gì ạ, cái kháng thể nó vẫn còn sống sót, nó vẫn còn tồn tại. But part of the reason for that is, you remember I talked about these protease inhibitors in colostrum? Và khi mà tôi chia sẻ với các anh chị những cái là gì ạ, những cái thành phần khoa học về sữa non ở trong những cái slide trước. So they help to prevent that digestion. Và nó có trong sữa non thì nó có một cái là gì ạ, giúp cho chúng ta có thể là gì ạ, bảo vệ được cái đường tiêu hóa, bảo vệ được cái đường ruột của chúng ta và nó có thể sống sót được thông qua cái phần axit dạ dày. But
there is still some digestion that happens, and we've got a solution for that, which I'm going to talk about shortly. Tuy là nó có thể sống sót được một phần nào đó qua sức dạ dày, nhưng mà nó không còn nhiều. Do đó là để mà có thể là gì đảm bảo được hầu hết được cái hoạt tính sinh học của sữa non ấy, thì chúng tôi sẽ có một cái lời giải mà sẽ chia sẻ với các anh chị ở cái phần sau. This next study was a study in Italy in 2007 where they compared colostrum to the flu vaccine. Và cùng với đó thì tôi muốn chia sẻ với các anh chị một cái nghiên cứu ở Ý vào năm 2007 để cho thấy là cái sữa non có một cái hiệu quả như thế nào. So they had four groups in the study. They had a control group that received nothing, a vaccine group, a colostrum group, and a colostrum plus vaccine group. Và trong cái nghiên cứu này thì họ đã cho chúng ta thấy được rằng là cái hiệu quả của sữa non so với cả cái vaccine mà phòng chống cúm ấy. Và họ đã đưa ra được bốn cái nhóm để họ nghiên cứu. Cái nhóm thứ nhất là một cái nhóm gọi là nhóm đối chứng, tức là không sử dụng sữa non, không sử dụng vaccine gì cả. Nhóm thứ hai là cái nhóm mà đã tiêm phòng vaccine. Nhóm thứ ba là nhóm chỉ sử dụng sữa non. Và nhóm thứ tư là cái nhóm vừa dùng sữa non và vừa tiêm phòng vaccine để xem là cái hiệu quả phòng chống cúm như thế nào. And they recorded the number of times they got a flu or a cold over the next 3 months. Và cùng với đó thì họ đã đưa ra được phép đo của cả bốn cái nhóm này về cái việc là cái tỷ lệ hay là cái số lần mà những cái người trong cái nhóm này mắc phải cái bệnh cúm trong vòng 3 tháng kế tiếp đó. And these are the numbers. Và đây là những cái con số để thấy được là hiện đã có bao nhiêu những cái người, những cái lần mà những người đã bị cúm sau sau 3 tháng. The ones that took only colostrum had the lowest number of colds and flus. Và khi chúng ta nhìn vào những con số này thì những cái nhóm người mà chỉ sử dụng sữa non là cái nhóm người mà bị mắc phải cúm và cảm lạnh ít nhất sau khi một nghiên cứu này. Chỉ sử dụng cái sữa non thôi. And this was with only 400 milligrams of colostrum. So that's quite a low dose compared to what you get. You get 300 milligrams, more than 300 milligrams in Colos IgG gold. Và nếu như mà so với những người này, khi mà cái hàm lượng mà họ sử dụng trong cái nghiên cứu khoa học này thì nó thấp hơn rất nhiều so với cái hàm lượng là diện kháng thể mà có trong Colos IgG gold mà các anh chị đang sử dụng. Bởi vì Colos IgG gold mà các anh chị đang sử dụng ấy, nó có hơn 316 mg kháng thể cơ, trong khi những người này mới đang chỉ sử dụng có hình như là 40 mg kháng thể cho cái nghiên cứu khoa học này. But it's more protective in Colos IgG gold. Do đó có thể nói là những cái gì mà các anh chị đang sử dụng trong lon sản phẩm Colos IgG gold ấy, nó mang đến một cái hiệu quả bảo vệ tuyệt vời hơn rất nhiều. And that's because of the bio-lactol, which I'm going to talk about shortly. Và một phần để mà chúng ta có thể hiểu được rằng là khi mà chúng ta có một cái hàm lượng kháng thể cao như vậy nhưng vẫn bảo toàn được hàm lượng kháng thể đó thì nó đến từ công nghệ bio-lactone mà một lát nữa tôi sẽ chia sẻ với các anh chị. This next study was in 605 children in India who had upper recurring respiratory tract infections. Và tiếp theo thì tôi muốn đến với một cái nghiên cứu khoa học, một cái nghiên cứu mà diễn ra với khoảng 605 đứa trẻ ở tại Ấn Độ, và 605 đứa trẻ này thì đều bị mắc cái bệnh của đường hô hấp trên lặp đi lặp lại nhiều lần. After just 3 months on colostrum, these infections in these children dropped by 91.2%. Và chỉ sau 3 tháng mà sử dụng sữa non thì cái tỷ lệ những cái bệnh mà bị bệnh là gọi là gì viêm nhiễm đường hô hấp tuyến trên này thì giảm đi 91.2%. Yeah. This is actually very important because remember Mr. Kyung was talking about antibiotic resistance. Và cái điều này vô cùng quan trọng bởi vì trong cái phần đầu tiên ấy mà anh Vũ Mạnh Cường chia sẻ với các anh chị một trong những cái vấn nạn của hệ thống y tế toàn cầu đó là vấn đề về kháng kháng sinh, đúng không ạ? And so there's been obviously a rise in antibiotic resistance and some of these children would not have any way of treatment for these upper respiratory tract infections. But now colostrum can be used for that.
Và do đó thì với rất nhiều những em bé hoặc với rất nhiều những người bị bệnh là viêm nhiễm những cái đường hô hấp này và sử dụng kháng sinh thường ngày, và khi mà họ đã gặp phải cái vấn đề kháng sinh thì hầu như rằng là họ sẽ không có được một cái giải pháp. Bên ngoài đó thì chúng ta có sữa non như là một cái giải pháp để có thể hỗ trợ cho họ trong việc là gì, giảm thiểu những cái bệnh về đường viêm nhiễm hô hấp này, đúng không anh chị? Now, does anyone know what is the number one killer of children in the world in developing countries? Còn nếu như mà tôi chia sẻ với tất cả các anh chị về những cái đất nước mà đang phát triển ấy, thì những cái bệnh mà dẫn đầu về là gì gây ra tử vong cho trẻ nhỏ là bệnh gì thì các anh chị cũng biết không ạ? Diarrhea. That is good. You did right there. You predicted that, didn't you? Chắc chắn là anh chị đã nhìn thấy trên slide này thì là bệnh tiêu chảy chính là gì ạ? Cái bệnh mà gây ra cái nguyên nhân gây tử vong ở trẻ em nhỏ hơn 5 tuổi nhiều nhất ở những cái nước đang phát triển. It's a major problem in places like Africa where children, if they don't get good treatment for diarrhea because of poor quality water, they die before the age of 5. Và rất nhiều những cái đất nước mà đang phát triển, ví dụ như là châu Phi, khi mà cái nguồn nước nó không được đảm bảo thì có rất nhiều trẻ em thì đã bị mắc bệnh tiêu chảy và đã bị tử vong. However, colostrum has come to the aid again, and in a study on diarrhea, colostrum was found to reduce diarrhea episodes by 86.6%. Và trong những nghiên cứu khoa học này thì tôi muốn chia sẻ với các bạn một cái thông tin, đó là sữa non khi mà đã là gì được tìm ra cái lợi ích trong việc là giảm thiểu cái bệnh tiêu chảy thì nó đã giúp cho, thông qua nghiên cứu khoa học này thì nó giúp giảm thiểu bệnh tiêu chảy lên đến 86.6%. Now this is a really important aspect that a lot of people don't realize with colostrum, and that's the benefit to the gut. Và một cái điều tiếp theo mà có rất nhiều người có thể mà chưa biết hoặc là các anh chị đã biết rồi, đó chính là sữa non thì là gì mang lại những cái lợi ích vô cùng tuyệt vời cho đường tiêu hóa của chúng ta. So inside our gut, in the lining of the gut and the intestines, are these projections, like finger-like projections inside the gut called villi. Giống như là nếu như chúng ta nhìn vào cái hình dạng của cái dạ dày của chúng ta, cái bao tử của chúng ta thì nó giống như là một cái hình chữ V. Nếu như mà chúng ta đặt cái ngón tay, đúng không ạ, nếu mà xoay thẳng ngang thì nó hơi giống một chữ V, đúng không ạ? You know, the inside the intestines, the lining of the gut has these projections all the way through. So these projections, these villi are really important for absorption of minerals and water. Có thể nói là với cái hình dáng đặc biệt đó của bao tử của chúng ta thì nó rất là quan trọng trong việc là chúng ta hấp thu được những khoáng chất này, những cái chất như là chất lỏng như là nước. So these projections can get affected by drugs, etc. But what was known was that colostrum helps with things like leaky gut. Và với một cái hình dáng đặc biệt như vậy thì khi mà chúng ta sử dụng những cái sản phẩm như là dược phẩm, như là thuốc thì nó sẽ có thể gây ra những cái viêm loét này, nó sẽ có thể gây ra những cái tổn thương ở trong bao tử. Và sữa non thì đặc biệt đó là gì, có thể tạo ra một cái lớp bao bọc, một cái lớp bao bọc lên cái niêm mạc dạ dày để giúp cho chúng ta là gì hạn chế và phòng tránh được cái tình trạng là viêm loét dạ dày, viêm loét bao tử, được không ạ? So these very, they get holes in, we get holes in the gut, and then some of our food can pass through and get into the bloodstream. So when you get holes in the gut, some of our undigested food and small proteins can get through the holes in the gut and get into the bloodstream. Và bởi vì nếu như mà chúng ta có những cái lỗ, nhưng chúng ta bị những cái viêm loét ở bên trong cái bao tử đó thì những cái là gì, những cái thực phẩm, những cái đồ mà nó chưa được tiêu hóa thì nó có thể là gì đi trực tiếp thông qua cái đường máu và thông qua những cái là gì đến nội tạng thì nó rất là gây ra những nguy hiểm cho sức khỏe. So this is the cause of things like allergies. If we have an allergy, a food allergy, or if we get over an immune response to something that we've eaten, it's because of things getting
through the gut and into the bloodstream. Và cái hiện tượng như là tôi vừa mô tả đấy thì nó giống như là những cái hiện tượng mà dị ứng, những khi mà chúng ta dị ứng với một cái thực phẩm nào đó, khi mà chúng ta dị ứng với một cái món ăn nào đó thì vân vân, đó là một cái triệu chứng để cho thấy rằng là gì ạ, ở bên trong dạ dày của chúng ta thì đã có những cái yếu tố mà làm cho là gì ạ, những cái thực phẩm mà chưa được tiêu hóa thì nó đi thẳng vào vào máu và nó gây ra những cái tình trạng như là gì ạ, dị ứng về thực phẩm vân vân. But what they showed that all those growth factors that I talked about in colostrum, all those growth factors, they help to seal those holes. À, và nếu mà chúng ta nhìn và chúng ta tưởng tượng rằng là trong bao tử của chúng ta có những cái lỗ hổng như vậy, thì như tôi nói lúc đầu thì sữa non có những yếu tố tăng trưởng, và những yếu tố tăng trưởng này thì nó sẽ giúp là gì ạ, bao bọc, tạo ra một cái màng bọc để là gì ạ, không còn những cái lỗ đó ở trong những cái bao tử, đúng không ạ? Một cách hiểu đơn giản như vậy. They also help to reduce inflammation in the gut, and this clinical study was all about inflammation in the colon. Ulcerative colitis. So yeah, there were 62.5% of the subjects in this study had reduced ulcerative colitis. À, và khi mà sữa non được dùng kết hợp với cả thuốc ấy, thì những cái triệu chứng đã giảm đáng kể so với cả những đối tượng mà bị viêm loét đại tràng này, và đặc biệt là cái điểm gọi là những cái nhóm sữa non này đã giúp cho họ cải thiện là đến khoảng 62.5% do những cái vấn đề và là gì khi mà những cái nhóm nghiên cứu họ bị viêm loét đại tràng họ tham gia vào nghiên cứu khoa học này. And this is the study I was talking about with the villi and the destruction of the villi. So this scientist here, Playford, this is a very famous publication by the scientist Playford. Và đây là một trong những nghiên cứu khoa học mà rất là được nhiều người biết đến từ tiến sĩ Playford. So what he did was took photos of these villi before taking indomethacin, an anti-inflammatory drug. Và cái nghiên cứu này thì đã nghiên cứu ra những cái là gì, những cái tác động của những thuốc thông thường lên những cái biểu mô ruột. And the villi were very, very healthy with long projections like this. Và lúc đầu thì những cái là gì, những cái biểu mô ruột này thì nó còn khá là khỏe mạnh. And then when they took the non-steroidal anti-inflammatory drug, the NSAID, indomethacin, they all crumpled up and got broken and looked like this. Và khi mà họ sử dụng những cái thực phẩm này, những cái loại thuốc này, thì người ta có thể nghiên cứu và người ta nhìn thấy được cái bề mặt của biểu mô ruột này thì nó có một cái thay đổi tự biến và nó giống như là bị co lại. And then they gave those patients colostrum. And they found that all these villi grew right back to normal health again. À, nhưng mà với những người mà cái biểu mô ruột này nó đã bị có biểu tượng co lại như vậy rồi, thì người ta lại tiếp tục làm nghiên cứu là cho người này uống sữa non, và một cái điều thần kỳ diễn ra đó là gì ạ? Những cái yếu tố co này nó ngay lập tức là nó trở lại giống như là một cái bề mặt của cái biểu mô ruột khỏe mạnh các anh chị sau khi sử dụng sữa non. Yeah, quite amazing. Rất là tuyệt vời. And I've got that paper if anyone wants it, I can send it through, but you see the pictures in the paper that was published, they look really dramatic. À, và nếu mà chúng ta có cái mong muốn là tìm hiểu về cái nghiên cứu khoa học này, thì trong cái nghiên cứu khoa học này, tôi sau này tôi có thể gửi cho các bạn, đó là cái hình ảnh của những cái biểu mô ruột nó thay đổi như thế nào sau khi mà sử dụng những cái sản phẩm từ sữa non. So that's a little bit of a snapshot of some of the science around colostrum. I'd just now like to just talk a little bit about the quality aspects of colostrum. À, và vừa rồi là tất cả những yếu tố khoa học mà chúng ta chia sẻ, chúng ta nhìn thấy những cái thành phần, những cái lợi ích mà có trong sữa non. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nói về vậy thì như thế nào là một sản phẩm sữa non mà có chất lượng. So when looking for a really good source of colostrum, we felt there were six main criteria. À, và khi mà nói và khi mà chúng ta nói về phẩm chất của sữa non, cái tiêu chuẩn chất lượng của sữa non thì nó sẽ có 6 cái tiêu chí.
So number one, obviously, a very high level of IgG, 20%. À, cái điều đầu tiên đó là gì ạ? Một cái sản phẩm siêu ngon chất lượng là phải có cái mật độ IgG cao và tối thiểu là ở mức 20%. But a good colostrum also have other immunoglobulins, IgA and IgM. À, và với một cái sản phẩm siêu ngon chất lượng thì nó không chỉ là chứa IgG mà nó còn phải chứa những cái Ig khác như là IgA hay là IgM. It should also contain PRPs or proline-rich polypeptides. À, và cái sản phẩm nữa mà sản phẩm siêu ngon chất lượng nó cũng sẽ phải chứa PRP giống như là chứa cái polypeptide dầu proline. These are important for that immune modulation, that regulation that I was talking about before. Và đây là những yếu tố rất là quan trọng như là tôi vừa nói là siêu ngon nó có một cái tính chất là gì ạ? Điều hòa được cái hệ miễn dịch của các anh chị thì nó phụ thuộc vào cái PRP này, PRP này, được không ạ? The colostrum should be sourced from healthy cows with export certification. À, và siêu ngon chất lượng thì chắc chắn là phải có nguồn gốc từ những cái chú bò khỏe mạnh và đặc biệt là phải có những cái chứng nhận đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. This is the benefit of New Zealand supply. À, và đó chắc chắn là những cái là gì ạ? Cái lợi ích của việc khi mà chúng ta có những cái vùng nguyên liệu từ New Zealand khi mà luôn luôn có đủ những cái tiêu chuẩn xuất khẩu. You should get a certificate of analysis with every batch. À, và siêu ngon chất lượng cũng phải có đầy đủ những cái giấy chứng nhận phân tích thành phần. And should be free from hormones, pesticides, and herbicides. Và chắc chắn là không được chứa hormone, không được chứa thuốc trừ sâu, không được chứa những cái thành phần thuốc diệt cỏ vân vân. So the colostrum and IgG, colos Ig Gold satisfies all six of those criteria. Và colos Ig Gold là sản phẩm mà là gì đáp ứng đủ 6 tiêu chí tôi vừa nêu ra. So a little bit of a touch on the future development pathways for colostrum research and development. À, vậy thì tôi sẽ tiếp tục nói với các anh chị về những cái là gì, những cái nghiên cứu cho tương lai, những cái sự phát triển cho tương lai. There's a range of applications we are working on that could result in exciting products for you. À, và các anh chị có thể nhìn thấy được cái biên độ mà chúng ta sẽ có thể phát triển, chúng ta sẽ có thể làm ra những cái sản phẩm mới trong tương lai như thế nào. This slide just highlights that there are multiple categories: oral hygiene, nutritional supplements, drugs, and cosmetics. À, và trong cái slide này thì tôi mới chỉ đưa ra cho các chị một số những cái phân loại, một số những cái sản phẩm khác nhau như là vệ sinh răng miệng này, như là thuốc này, như là thuốc đặc trị, sản phẩm cho trẻ sơ sinh, mỹ phẩm vân vân. They all have different times to market and different investment requirements for development. À, và để chúng ta có thể tạo ra được những cái sản phẩm như vậy thì nó sẽ luôn luôn là có một khung thời gian nhất định, có một cái là gì, một cái khoản đầu tư nhất định để chúng ta có thể tạo ra được từng cái dòng sản phẩm sẽ có những cái mức độ khác nhau. But we've got a team of scientists who are working on bringing some exciting new products to you much sooner than these time frames. À, và nhưng mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị là nếu mà chỉ nhìn vào những con số này thì các anh chị sẽ thấy rất lâu mới có thể sản xuất ra được một cái dòng sản phẩm. Và do đó ở tại New Zealand thì đội ngũ nhà khoa học của chúng tôi đang có khoảng 10 người và đang làm việc hết công suất để có thể rút ngắn được cái thời gian này và đưa ra thị trường những cái dòng sản phẩm tuyệt vời nhất trong tương lai đến với các anh chị. In fact, because of my extensive formulation and manufacturing experience, we already have a number of concepts already for trial. À, bởi vì bản thân chúng tôi là những cái nhà nghiên cứu khoa học và đã có đầy đủ những kinh nghiệm, đã có đầy đủ những cái nghiên cứu khoa học và sau đó thì chúng tôi sẽ có thể rút ngắn được cái thời gian mà phát triển sản phẩm này để mang đến những cái sản phẩm chất lượng cao trong một cái khung thời gian mà đáp ứng được nhu cầu của thị trường. So stay tuned for more news soon. Do đó là gì ạ? Hãy chuẩn bị cho những điều tuyệt vời đang sắp tới với tất cả các anh chị. Can anyone tell me what this is? À, và con chị nào biết những cái hình thù ở trên cái cà vạt của tôi không ạ? Gene DNA. Very good. Và rất nhiều các chị nói là mã gen, nói là về DNA đúng không ạ? The reason I'm talking to you about DNA is because one of the most exciting application areas in dietary supplements is this area of epigenetics.
Và một trong những cái yếu tố, một trong những cái mà phần mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị dành cho những dòng thực phẩm bổ sung, dành cho những cái dòng sản phẩm mà có thể là gì hỗ trợ cho sức khỏe, về yếu tố về kiểm soát mã gen. So, epigenetics, two words. Epi means on top of, well, genetics is obviously the gene. Và chúng ta sẽ nói đến một cái cụm từ đó là epigenetic. Và epigenetic này thì nó giống như là kiểm soát ở trên những cái mã gen trong cơ thể vậy. So we now know that sitting on top of our genes are switches that can be turned on and off depending on triggers such as nutrients that we eat. Và nếu mà chúng ta nhìn vào những cái chuỗi DNA, những cái chuỗi mã gen ở trong cơ thể của chúng ta ở trong hai đầu, thì chúng ta tưởng tượng rằng là nó sẽ luôn luôn có những công tắc để là có thể bật hoặc là tắt cái công tắc đó. Và để bật hay là tắt cái công tắc đó thì nó phụ thuộc vào chế độ dinh dưỡng mà các anh chị bổ sung vào cơ thể. So, if you've ever known twins who've got the same genes, but one twin might be, say, obese and the other twin is thin, why is that? Và nếu như mà chúng ta hình dung rằng là gì, có một cái cặp song sinh ra đời và có một cái cặp song sinh thì sẽ khỏe mạnh mà béo tốt, một cái cặp song sinh, một cái bé song sinh còn lại, một cái đứa bé còn lại ở trong cặp song sinh đó thì lại là gì ạ, không có đầy đủ cái dưỡng chất, gọi là bị gầy hơn một chút, thì lý do là vì sao? Bởi vì họ là một cặp song sinh, tại sao khác biệt như vậy? It's because genes are either turned on or off in each of them, so the epigenetics is different. Và có thể nói là khi mà chúng ta nhìn thấy cái tình trạng như vậy thì hai cái mã gen này nó đã ở cái chế độ bật và tắt khác nhau ở hai cái đứa bé, để giúp cho các anh chị hình dung được gọi là gì, cái kiểm soát của mã gen như thế này. And we know that colostrum has many, many bioactive components that may act as epigenetic switches, turning genes on and off. Và nếu như mà chúng ta nhìn vào một cái hình dung căn bản như vậy thì sữa non có chứa rất nhiều những hoạt tính sinh học. Và những hoạt tính sinh học này thì nó đóng vai trò giống như là những công tắc vậy. Khi mà những công tắc này được đặt vào những cái mã gen thì nó sẽ có thể giúp cho những mã gen đó được bật tắt hay là bật mở, đúng không ạ? And this has huge potential for helping to overcome many degenerative diseases. Và do đó thì với những cái việc mà chúng ta kiểm soát, với những cái việc mà chúng ta nghiên cứu về sữa non thì nó mang đến rất là nhiều những cái tiềm năng để từ những cái sản phẩm, từ những cái thành phần từ sữa non để giúp cho chúng ta sẽ có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề về sức khỏe. Yeah, another very interesting area of research is in the area of stem cell science. Và tiếp theo đó là những cái sau khi những nghiên cứu khoa học mà tôi vừa chia sẻ thì đến một cái nghiên cứu mà tôi cũng thấy rất là thú vị, đó là nghiên cứu về tế bào gốc. In 2008 in Australia, scientists discovered stem cells in breast milk. Và vào năm 2008 thì là diện tế bào gốc đã được phát hiện ra là có trong sữa mẹ. So, what are these mysterious things called stem cells? Vậy thì đâu là cái yếu tố, đâu là những cái điều bí ẩn mà chúng ta chưa khám phá ra ở trong tế bào gốc? So, stem cells are what are called undifferentiated cells. Tế bào gốc được tạm coi là những tế bào đầu tiên và nó chưa có cái chức năng cụ thể, đúng không? Nguyên bản nhé. I'll try to just simplify a little bit. So, our body is made up of brain cells, neurons, heart cells, muscle cells, bone cells, lots of different cells, and all of the organs of our body, they're all different types of cells. Và chúng ta có thể hiểu rằng là gì, khi mà chúng ta cơ thể chúng ta lớn dần lên thì nó sẽ luôn luôn là những cái tế bào, nó sẽ có những cái tế bào đáp ứng được những cái gọi là nhu cầu cụ thể hay chức năng cụ thể, như tế bào ở trong não của các anh chị này, tế bào ở trong tim này, tế bào ở trong xương khớp này, tế bào ở trong gọi là gì ạ, những cái thành phần nội tạng vân vân này, thì những tế bào đó được gọi là những tế bào đã có chức năng, đúng không ạ? But before they came that cell, before they became one of those cells, they started as an undifferentiated cell or a baby cell that hasn't found its path to adulthood, if you like, yet.
Và vậy thì với những tế bào mà tôi vừa chia sẻ đấy, trước khi mà nó được chuyên biệt cái chức năng của nó thì nó là một cái tế bào nguyên bản, chưa có một cái chức năng gì cả, đúng không ạ? Và chúng tôi gọi đó là tế bào gốc. Đó là cách dễ hiểu nhất để chúng ta hiểu. And we all have a pool of these little baby cells, these undifferentiated baby cells, in our bone marrow and in our fat tissue. Và với những cái tế bào gốc đó thì chúng ta sẽ có thể nhìn thấy ở trong những cái mô xương. And these get released from these deposits in the bone marrow and the fat tissue and circulate around the body to go to a site where they're needed. Và nếu mà chúng ta gặp phải những cái tổn thương ở trong cơ thể ấy, thì giống như là những cái tế bào gốc đó nó sẽ đóng vai trò là giúp cho chúng ta sửa chữa, giúp cho chúng ta là gì ạ? Giải quyết được những cái vết thương, những cái thương tích đó. They are the body's repair kit for damaged cells. Và tế bào gốc này thì thường là chúng ta sẽ có ở trong cái là gì ạ? Giống như là cái xương sống ạ? Giống như tủy sống ạ? So, when you get an injury, say you get a cut on your hand, then you get an inflammatory response and the stem cells will go to that place. Và nếu như mà trong cơ thể của chúng ta có những thương tích, ví dụ như là tay của chúng ta bị mắc phải những cái vết cắt chảy máu vân vân chẳng hạn, thì ngay lập tức là gì ạ? Cái tế bào gốc nó sẽ có thể là gì ạ? Giải quyết, hàn gắn được những cái vết thương như vậy. And when they get there, they'll become skin cells and start repairing the skin. Và tế bào gốc khi mà nó đến hàn gắn với vết thương thì nó sẽ trở thành tế bào ở trên da tay của các anh chị, được chưa? Thì từ cái tế bào gốc khi mà nó đến để nó chữa trị những cái vết thương thì nó sẽ trở thành những cái tế bào biến hóa. And it can be anywhere in the body. If you have a heart attack, you've got an injury to your heart, or if you've got a chemical attack to your liver, or your kidneys, or your joints. Anywhere there is an injury, stem cells will go there and heal that injury. Và những cái nghiên cứu tương tự cũng cho thấy rằng là gì? Bất cứ những nơi nào mà xảy ra những cái chấn thương, những thương tích, ví dụ như là các anh chị bị đau tim này, các anh chị bị gặp những cái vấn đề về gan này, các anh chị bị gặp những vấn đề về nội tạng, các anh chị gặp những vấn đề khác, thì ngay lập tức là tế bào gốc nó sẽ tới đó, cái vị trí mà chúng ta gặp thương tích để nó là gì ạ? Có thể hàn gắn những cái thương tổn. This is how the body heals itself. And colostrum helps in that process of releasing the stem cells and healing the body. Và nếu như mà chúng ta nhìn là tế bào gốc có thể giúp cho chúng ta là gì hàn gắn được những cái vết thương, thì nhìn rộng ra thì là gì sữa non lại giúp cho chúng ta là có thể là gì sản sinh, giúp cho chúng ta có thể nâng cao được cái chức năng của những tế bào gốc trong cơ thể các anh chị. So in conclusion, I'd like to just share this quote from a scientist, Dr. Urapa, who said this. Và để kết luận thì tôi muốn trích dẫn một cái nhà khoa học từ sữa non, đó là tiến sĩ Urapa. And these are these words that he published in a scientific paper. Và đây là một câu nói rất là nổi tiếng, bắt buộc ông đưa lên những nghiên cứu khoa học. What he said was, colostrum is an outstanding nutritional supplement. Và ông nói rằng là sữa non là những nguồn bổ sung dinh dưỡng vượt trội. A food that protects and promotes health. Là thực phẩm để giúp bảo vệ và tăng cường sức khỏe. And he said, it's not surprising then that biotechnology companies are scrambling to clone and reproduce large quantities of the main factors that are naturally present in colostrum. Do đó sẽ không có gì mà đáng ngạc nhiên khi mà những cái công ty công nghệ sinh học hàng đầu họ đang đua nhau tìm cách nhân bản này tái tạo cái số lượng lớn những cái yếu tố tự nhiên giống như là có ở trong sữa non. And so here it is, your amazing new product, Colos IG Gold. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nói đến sản phẩm của chúng ta, Colos IG Gold. So Colos IG Gold contains colostrum and high IgG for superior immunity. Và Colos IG Gold là một sản phẩm mà có chứa thành phần sữa non cũng như là cái hàm lượng kháng thể cao vượt trội. Calcium and vitamin D3
fortified bone, mineral density and stronger bones. Trong sản phẩm cũng có chứa canxi và vitamin B3 để giúp cho chúng ta tăng cường cái mật độ khoáng xương và giúp cho xương chắc khỏe hơn. Bio-lectin. Yeah, I need to talk a bit about bio-lectin. Và đặc biệt ở đây đó là chúng ta trong sản phẩm này có bio-lectin và chúng tôi sẽ tôi sẽ muốn chia sẻ nhiều hơn về bio-lectin. Now remember when I was talking about colostrum surviving in the gastrointestinal tract? Chúng ta đều biết rằng là sữa non thì nó một phần nào đó vẫn có cái khả năng mà không bị triệt tiêu bởi những cái acid ở trong dạ dày và được tiêu hóa, đúng không ạ? Vẫn có khả năng sống sót. Well, bio-lectol not only helps to protect against further digestion in the stomach, in the tract, but it also helps with absorption. Và với cái công nghệ bio-lactol mà đặc biệt chỉ có trong sản phẩm Colostagon này thì bio-lactol nó sẽ giúp là gì ạ? Bao bọc, bảo vệ những cái hạt sữa non để đi qua cái đường tiêu hóa, và bên cạnh đó thì nó có một cái yếu tố là giúp cho chúng ta tăng cường được cái sự hấp thu của những cái hàm lượng dinh dưỡng có trong sữa non và trong cơ thể người. So bio-lactol is a phospholipid delivery system. Và bio-lactol có thể coi như là một cái hệ thống là gì? Hệ thống giao hệ thống còn là gì, một cái bio-lactone là giúp cho chúng ta bảo vệ được những cái hoạt tính sinh học mà có trong sữa non, đúng hơn, bởi vì những cái yếu tố từ phospholipid. Also in class IgG diol fiber and prebiotics for improved digestion and regularity. Và đặc biệt là trong class IgG thì có chất xơ hoàng ban cũng như là chất xơ. 8 billion probiotics per serve for better gut health. Và cùng với đó thì có 8 tỷ cái đơn vị lợi khuẩn để giúp cho chúng ta có một cái hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn. Lower added sugar, lower glycemic index, which is good for diabetics. Và đây là cũng là một cái sản phẩm có chỉ số đường huyết GI thấp và tốt cho an toàn dành cho những người mà bị bệnh tiểu đường. Okay, the next slide shows a few more details. So the colostrum, the IgG level is 316 milligrams per serve. Và khi mà nói đến colostrum, thì chúng ta đang nói đến cái hàm lượng kháng thể và khoảng 316 milligram kháng thể có trong một khẩu phần. So this is one of our highest IgG products in the market. Và nếu so với những cái sản phẩm trên thị trường thì chúng ta có thể thấy đây là một sản phẩm có cái hàm lượng kháng thể thuộc dạng cao nhất. 2 grams of prebiotic soluble fiber. Ở đây là sản phẩm có chứa 2 gram chất xơ hòa tan và prebiotic kết hợp với cả diện những cái lợi khuẩn. The 8 billion probiotics, which are really repopulating the microbiome. Và những cái 8 tỷ lợi khuẩn này với cái men vi sinh giúp cho chúng ta đảm bảo cải thiện nhanh chóng và phục hồi được sức khỏe đường ruột. Only 2 grams of added sugar, 30% lower than other products. Và trong sản phẩm này thì chỉ chứa có 2 gram đường thôi, thấp hơn đến 30% so với các sản phẩm khác. Low GI, GI of 30 compared to say 50, 55 for other products. Và đặc biệt ở đây một sản phẩm chỉ có chứa cái hàm lượng là GI ở mức 30, thấp hơn rất nhiều so với những cái sản phẩm khác có hàm lượng GI là khoảng 50 đến 55, và đây là một sản phẩm đặc biệt an toàn dành cho những người bị bệnh tiểu đường, các anh chị. So we did a little survey of nutritional scientists and we asked them to rank these products in order of best to worst. Và chúng tôi có một nhóm chuyên gia dinh dưỡng, những nhà khoa học hàng đầu, mà chúng tôi đã có những cái nghiên cứu để có thể đánh giá được cái sản phẩm là từ tốt nhất cho tới tệ nhất. And we had four categories: immunity, bone health, gut health, and diabetes. Và những tiêu chí đánh giá đó là hiện sản phẩm đó có chăm sóc sức khỏe hệ miễn dịch tốt nhất hay không, chăm sóc sức khỏe xương khớp tốt nhất hay không, chăm sóc sức khỏe hệ tiêu hóa và sức khỏe cho người tiểu đường tốt nhất hay không. And these nutritional experts rated Colossi G-Gol as number one in every category. Và với những tất cả những chuyên gia và những nhà khoa hoàn đầu đó thì tất cả đều đồng ý rằng Colossi G-Gol là sản phẩm số 1 ở tất cả mọi phân khúc mà chúng ta vừa nói tới. So where does all this innovation come from? Well,
I'm part of a collective of scientific and industry brains in the Institute for Nutrition and Human Health. À, vậy thì đâu sẽ là những cái khởi nguồn cho cái sự đổi mới của sản phẩm, cho những nghiên cứu mới của công ty và của chúng ta. Thì tôi cũng rất là tự hào khi tôi là một trong những cái nhà khoa học mà có tên ở trong cái thành phần gọi hội đồng những cái nhà khoa học mà giúp cố vấn ra những cái sự đổi mới trong tương lai. So this is where scientists and innovators can come together and we can collaborate on research and development and create great products like Palos IG Gold. À, và đây là hội đồng của những nhà khoa học đã được đưa vào và chúng tôi thành lập nên một viện dinh dưỡng và sức khỏe con người. Và từ đó chúng tôi có những cam kết để cùng với nhau tạo ra những sản phẩm tốt hơn, tuyệt vời hơn để chăm sóc cho sức khỏe con người. Here's a few of the people, scientists who've been invited to participate and contribute or support. À, và đây là thành phần hội đồng khoa học, những cái nhà khoa học mà có tên trong hội đồng khoa học này. That's the company on a bad day for that photo, I think. Và các anh chị có thể nhìn thấy ai ở giữa này quanh quanh và cái gương mặt này thì như hôm đấy có một ngày hơi tệ một chút, các anh chị thông cảm. Trông hơi bơ phờ đúng không? Anyway, I really look forward to working with your research and development and marketing teams to take more science, add more science, create more products for you. À, và khi mà tôi đến ở đây thì tôi vô cùng phấn khích và tôi muốn chia sẻ một cái cam kết, một cái sự đồng hành với là gì? Toàn bộ cái bộ phận nghiên cứu sản phẩm, bộ phận marketing, những cái nhà khoa học hàng đầu để giúp cho chúng ta sẽ mang đến những sự đổi mới, những cái nghiên cứu tuyệt vời hơn trong tương lai cho những sản phẩm đang đến với các anh chị. Just like to finally just take the chance to thank the Kier 4 team. I've been very impressed with the organization and the support that I've had. Particular thanks to Daisy for helping sort of putting me through my journey in Vietnam. And I will look forward to being back another day. Thank you. Và tôi rất là cảm ơn những sự hỗ trợ đồng hành từ những bạn, những thành viên ở trong Thai Phong Việt Nam cũng như là sự có mặt của tất cả các anh chị ở đây. Và tôi hy vọng là một ngày gần nhất chúng ta sẽ được gặp lại nhau đúng không ạ? Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại.